Rồi, bây giờ em sẽ lai tiếp một chiếc tà maxi rất là đẹp luôn, trẻ trung năng động. Tà này rất là đơn giản, chỉ có những họa tiết bông hoa thôi, được theo hai bên của chiếc tà này được hai cái túi rất là dễ thương nha cả nhà. Đây, túi rất là dễ thương luôn. Này, làm xè luôn nha, rất là rộng nha, dễ thương nha. Ở ngoài sau là có dây kéo ngoài sau luôn. Chiếc cà này có thể co giãn nha, dành cho các chị em từ 50kg đến 70kg đều có thể mặc được chiếc cà này của em. Giá của chiếc cà này là 510. Các chị em có thể mặc đi tiệc, đi chơi, đi dã ngoại, đi sự kiện đều mặc, có thể mặc được. Nó rất là sang, những họa tiết rất là đơn giản, màu sắc rất là trẻ trung và năng động. Đây, em có thể ghi lại cho các chị coi. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, đúng như vậy có thể tạo đường nét được cho chúng ta khi mặc tới chiếc đầm, cho chúng ta thấy được cái dáng của chúng ta rất là đẹp luôn. Nếu mà các chị em nào có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào số Zalo 0938333465 để được tư vấn kỹ hơn nha. Rồi, em sẽ lai tiếp một chiếc đầm Masti đầm xôn và được sẽ rẻ với cái chân một chút. Đây, rất là đẹp. Điểm nhấn trên chiếc cằm này là ngay chỗ phía eo chúng ta là có dây khung, có thể co giãn được và ôm được eo chúng ta, ôm được dáng của chúng ta luôn. Em chỉ có 45kg thôi, mặc dù một chiếc cằm như thế này có thể ôm được cái dáng của em rất là đẹp luôn. Khung của chiếc cằm này là khung lụa. Các chị em là từ 45-55kg đều có thể mặc được chiếc cằm của em. Và chiếc cằm của em có hai cái túi bên hông đây, và có dây kéo một chỗ ha, bên hông của chúng ta không có kéo sau lưng mà dây kéo bên hông. Em có thể lại làm cho các chị coi dây kéo bên hông này. Đây, dây kéo bên hông của chúng ta. Đây, hai chiếc túi in rất là đẹp. Giá của chiếc đầm của em là 620.000, mã số chiếc đầm của em là 09. Cái nhà có quan tâm thì nhắn tin với Zalo của em là 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc cằm này. Đây là chiếc cằm nhập ngoại hàng Quảng Châu nha, rất là đẹp luôn. Khung rất là mát, rất là miệng, rất là mát luôn. Cái này có thể mặc đi chơi, mặc đi tiệc, mặc đi sự kiện thì có thể mặc được chiếc cằm của em đi tới những nơi đó là cảm thấy rất là quan trọng luôn. Hình chữ A được theo những họa tiết cây cảnh và có những con chim hạc rất là dễ thương. Từ cổ là xéo qua một bên. Được đây là những chiếc nút được thêu bằng những của người Trung Hoa, nút Trung Hoa rất là đẹp luôn, rất là sang. Hàng của em mới của hàng cho nên hơi nhăn một tí, có rất là phồng. Hai bên tai đều là con kiến. Đây, giải này giải con kiến rất là đẹp luôn. Hai bên tay có thể che được tất cả các bụng bánh mì của các chị em nha. Chiếc đầm này dành cho các chị từ 50 đến 70kg thì có thể mặc được chiếc đầm này. Chúng ta có thể mặc đi chơi, đi dã ngoại, đi picnic thì có thể được mặc được, rất là sang luôn. Em có thể lại dành cho các chị coi đây. Đây là những đường thêu rất là đẹp luôn. Hai bên tay đều là von kiến hết, rất là đẹp. Bên trong được phủ thêm một lớp nhỏ cho chúng ta nữa, rất là thoải mái, rất là mát luôn, không có thế nào. Này, giá của chiếc đầm này là 530. Các chị em có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào số Zalo 0983333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của em. Rất là đẹp luôn. Ở nhà hôm nay sẽ ra một chiếc mẫu đầm với họa tiết độc đáo, đầm xòe rất là đẹp. Điểm nhấn của chiếc đầm này là có bụng nơ. Này, những chị nào bụng bự thì
có thể buộc nới ra một tí, nó sẽ không phải khó thở đâu. Chiếc đầm này dạng thun lụa, rất là mặc rất là mát và dễ chịu. Chiếc đầm này đang mặc rất là rộng cho nên nhìn rất là bự luôn. Chị, chiếc đầm này dành cho các chị em từ 50kg đến 70kg thì mặc là rất là ok, rất là vừa luôn. Chiếc đầm này có giá là 570.000. Cả nhà quan tâm đến chiếc đầm của em thì hãy nhắn tin một số điện thoại bên Zalo 0968333466 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm em đang mặc. Rồi em sẽ lựa gà cho các chị coi đi. Này, mình nhảy rất là đẹp luôn. Họa tiết rất là độc đáo, nhìn vô là lấy thấy rất là lạ mắt luôn. Hotline là 0968333465 và đó là số điện thoại bên Zalo của em. Các chị cứ vô Zalo sẽ thấy được rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Em có 46kg thôi, mặc chiếc đầm này thấy rất là rộng luôn, nhưng mà lại có thể mặc vừa thế này. Các chị từ 50 đến 70kg là mặc rất là đẹp luôn. Đẹp luôn cả nhà ơi, rất là dễ thương, họa tiết vô cùng độc đáo. Chào cả nhà, bây giờ em sẽ like tiếp một mẫu đầm về họa tiết là những bông hoa. Màu của chiếc đầm này là màu cam, rất là đẹp luôn. Tay lỡ nha cả nhà. Đây, được điểm nhấn của chiếc đầm này là có kiểu như là may gờ ở phần eo. Em ở đây cho các chị coi nè. Đây, may gờ ở phần eo đây, kiểu như thế này. Và có được ghi kéo bên hông, rất là đẹp luôn. Chiếc đầm này dành cho các chị từ 50 đến 58kg đều có thể mặc được, rất là đẹp. Đây, dạng thun này là thun lụa. Giá của chiếc đầm này là 560k, rất là đẹp. Các chị nào quan tâm đến chiếc đầm này của chúng em thì hãy nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Có rất là nhiều mẫu khác rất là đẹp luôn. Các chị có thể mặc đi chơi, đi business, đi dạo ngoại, đi dạo cũng có thể đều mặc được chiếc đầm của em. Nó có thể tôn lên da chúng ta, làm da chúng ta sáng hẳn lên khi mặc được chiếc đầm này, rất là mát luôn. Hãy nhớ hotline của chúng em là 0968333465 để được tư vấn nha cả nhà. Và cảm ơn cả nhà đã coi video của em. Chào cả nhà, bây giờ em sẽ like tiếp chiếc đầm game xòe này. Đây là màu tím nhạt, rất là nhu luôn. Nhìn cho các chị mà trắng mặt rất là đẹp luôn, lên mặt rất là đẹp luôn. Lên tông da của mình màu trắng lên mặt những chiếc đầm này rất là đẹp luôn. Đầm của em không có quá ngắn nha các chị, không quá ngắn đâu. Chủ yếu của chiếc đầm của em đang mặc là game thôi. Đây là mẫu mới của shop, mẫu mới về của shop luôn. Dành cho các chị từ 45 đến 60kg đều có thể mặc được. Và cũng dành cho các chị từ 1m50 đến 1m6 là có thể mặc được. Mặc rất đẹp với chiếc đầm của em luôn. Nó không có quá ngắn nữa. Đây, chiếc đầm của em mặc là nó ôm được eo, ôm được body luôn. Em đang mặc là size M. Hiện tại của em là có 45kg thôi mà nhặt xem mà vẫn tôn dáng rất là đẹp luôn. Đây, nhà lại làm gì ở nhà coi. Đây, chủ yếu là bằng ghen hết luôn nha cái nhà. Chủ yếu là bằng ghen hết. Phía sau là có dây kéo ở phía sau, rất là đẹp. Mặc rất là thoải mái luôn. Các chị có thể mặc đi chơi, đi tiệc đều có thể mặc được chiếc đầm của em đi đến tất cả mọi nơi luôn. Chị chiếc đầm của em rất là đẹp rồi. Giá của chiếc đầm em đang mặc là 570.000. Các chị có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để tư vấn kỹ hơn. Số hotline đó là bên Zalo của chúng em nha.
Trên ba Zalo cũng có rất là nhiều mẫu đẹp luôn, cả nhà vào xem thử con dùm các em, dùm chúng em rất là đẹp. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Rồi chào các chị, bây giờ em sẽ like tiếp một mẫu đầm xu phối ghen trên ngực của chúng ta, tạo điểm nhấn trên chiếc đầm của chúng ta rất là đẹp luôn, thêu trên ngực của chúng ta và có những cánh hoa thêu gơ ở đây rất là đẹp luôn, rất là sắc sảo, rất là đẹp. Đây dưới chân em đừng có xẻ tà một xí, tạo lên điểm nhấn với đầm rất là đẹp luôn. Chiếc đầm của em là thun lụa rất là mịn mà mịn, rất là mặc rất là mát luôn, dành cho các chị từ 45 đến 65 cm thì có thể mặc được, vì mẫu đầm của em có rất là nhiều size cho các chị thoải mái lựa chọn luôn. Những chị nào mà bụng bánh mì có thể mặc được, có thể che được cái bụng bánh mì của mình luôn, thì cái đầm em cũng không có quá ôm, không quá rộng luôn, mặc rất là vừa người luôn. Đây, các chị nào mà từ 1,5 m thì cũng có thể mặc được cái đầm của em luôn, mặc rất là đẹp luôn. Những chị nào thích tông đen mặc chiếc đầm của em lên rất là đẹp luôn, tôn lên da của chị nữa. Màu đen lúc nào cũng đẹp hết, tông đen và tông trắng lúc nào đi lên mặc lên thì cũng rất là đẹp luôn. Các chị có thể mặc đi tiệc, đi chơi, đi dã ngoại đều có thể mặc được nha. Đây mình viện vì cái mình chảy rất là mát, em có thể lên làm cho các chị coi. Đây lây lượt thi qua rất là đẹp luôn. Giá của chiếc đầm em đang mặc là 590 ngàn. Các chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào bên Zalo của em là 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn, và các chị có thể coi được những tất cả các size bên Zalo của em. Nó có rất là nhiều size cho các chị thoải mái lựa chọn size đúng với kích cỡ của cơ thể của mình luôn. Em rất cảm ơn các chị đã coi video của em. Dạ, em xin like tiếp một mẫu đầm xẻ tà giống kiểu áo dài đây, rất là đẹp. Họa tiết trên chiếc đầm của em là những cành hoa trúc rất là đẹp. Đây, chiếc đầm của em là màu đen và dành cho các chị từ 1,55 m trở lên đều có thể mặc được, và nặng từ 53 kg có thể mặc được chiếc đầm của em. Chiếc đầm này có thể co giãn được nha, các chị không lo sợ phải mặc chẹt hay là cái gì nữa. Đây, chiếc đầm của em thì dành cho các chị nè, có thể đi Tết, đi chùa, nó có thể đi chơi mặc rất là đẹp. Đây, được xẻ tà dưới cái chân rất là đẹp, chỉ là xẻ một phút thôi nhìn rất là dễ thương luôn. Các chị nào mà thích tông đen thì mặc chiếc đầm của em lên rất là đẹp luôn. Đây, tông đen rất là sang trọng luôn nha các chị. Giá của chiếc đầm em đang mặc là 620 ngàn. Các chị có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Em có thể lựa lên cho các chị coi. Ở ngoài sao là gầy nút, cổ rất là mềm luôn, không có cứng nha, không phải như những kiểu dài mà cổ đứng mà cứng. Đây, cổ rất là thoải mái, dễ thở luôn, cổ chỉ lên một phân ít thôi, chỉ là lên cho có cổ thôi chứ nhìn giống kiểu áo dài thôi. Đây, các chị có quan tâm thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm kiểu áo dài của em cho mặc. Rồi, em cảm ơn các chị đã coi video của em. Rồi chào các chị, bây giờ em sẽ like tiếp một mẫu đầm kiểu áo sơ mi xòe. Đây, điểm nhấn trên chiếc đầm của em là có bột zinner, dành cho các chị nào mà có dòng eo hơi to thì có thể nới ra hoặc và buộc xích vào cũng được, dành cho các chị dễ hở luôn, tùy theo cái cơ thể của mọi người. Bên trong chiếc đầm của em được lót thêm một chiếc đầm von rất là mềm luôn, như các chị cho các chị coi đây mình nữa nha. Đây chứ là những chiếc nút này thì các chị có thể tháo ra nha. Đây, tại vì kiểu của chiếc đầm của em là kiểu áo sơ mi nên mình có thể tháo tất cả các nút này ra luôn.
tay này là tay ngắn, hai bên tay là tay ngắn, mà các bạn thoải mái luôn. Vì đây là thơm, mình giải xô lụa cho nên mặc rất là mát, rất là thoải mái luôn. Cho các chị đi chơi, đi business, đi dã ngoại thì có thể mặc được chiếc đầm của em. Giá của chiếc đầm của em đang mặc là 530. Các chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Rồi bây giờ em sẽ đi lấy gạt cho các chị coi đây. Kiểu dây buộc nút, dây thun nha. Thun nha các chị, thun đó. Đây phía sau đều là thun đó nha. Thun. Các chị này từ 52kg đến 60kg đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Những chị nào bụng bánh mì thì có thể nớ ra buộc theo cái cơ thể của mình để có dễ thở hơn thì rất là ok luôn. Rồi. Đây. Số hotline của em là 0968333465. Các chị vào Zalo thì các chị sẽ có thể được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của em. Dạ. Em cảm ơn các chị đã xem video. Chị giới thiệu tiếp một mẫu đầm body dành cho các chị đi dạy kèm. Rất là đẹp. Chiếc đầm của em là được viền gen, hai bên tay là tay ngắn, cổ và cổ tròn thì cũng được viền gen luôn. Chiếc đầm của em là màu xanh và có những họa tiết là màu vàng đồng, xanh và màu vàng đồng lên rất là sang trọng luôn. Dành cho các chị đi dự tiệc, đi đám này kia đều mặc lên rất là sang trọng vì nó có ôm được cái body của chúng ta luôn nè. Dành cho các chị từ 45kg tới 55kg được có thể mặc dựa chiếc đầm của em. Vậy cũng dành cho các chị từ 1m55 trở lên nó đều mặc chiếc đầm của em rất đẹp, đi dự tiệc rất là sang trọng luôn. Thì chiếc đầm của em phối ghen và có kèm lót bên trong luôn nha, rất là đẹp. Giá của chiếc đầm của em đang mặc là 750. Các chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em đang mặc thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của em đang mặc. Em có thể lại làm cho chị coi. Đây là màu vàng đồng pha với màu xanh. Hai bên tay đều có phối ghen, bên trong có kèm lót màu xanh luôn. Tiếp sau là dây kéo luôn nha các chị. Dây kéo ở phía sau lưng, cổ là được viền ghen luôn. Các chị nhớ hotline của em chưa ạ? 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Đó là bên Zalo của chúng em nha, các chị cứ nhắn tin vào Zalo. Rồi em cảm ơn các chị đã xem video. Tiếp cho các chị một mẫu đầm mới là đầm suông, họa tiết là hoa cẩm tú cầu. Đây là đầm suông và có kèm lót bên trong luôn nha. Vải này vải vải lụa, mặc rất là mát, rất là thoải mái luôn. Cổ là cổ tròn luôn, tay là được dúng lên một tí nè. Đây các chị có thấy không, tay dúng lên, hai bên tay đều là von hết nha. Thắt rất là thoải mái luôn, mặc rất là mát luôn. Đây các chị có thể mặc đi chơi được nè, đi business cũng đi được, đi dạo ngoại các chị mặc cũng rất là thoải mái luôn. Đây rất là đẹp. Đây là đầm suông, mặc rất là mát luôn. Giá của chiếc đầm này đang mặc là 500. Các chị dành cho các chị từ 52 đến 62kg có thể mặc giờ. Những chị nào cao từ 1m50 trở lên đều có thể mặc rất là đẹp luôn. Này mày mà là màu đỏ đô, đỏ đô mặc rất là đẹp luôn. Chị các chị đã có quan tâm đến chiếc đầm này đang mặc đó thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm này đang mặc. Những chị nào có bộ bánh mì á, mặc chiếc đầm của em là không thấy bộ bánh mì của mình luôn nha. Đó. Đầm của em rất là đẹp luôn, không thấy bụng luôn, không thấy bụng. Đây chiếc đầm này chị nào vừa thì mặc cũng rất là đẹp luôn. Em đang mặc chiếc đầm này là đầm L đấy, size là size L. Đây size L. Các chị còn nhớ số hotline của em không ạ? 0968333465 để tư vấn kỹ hơn nha. Cảm ơn các chị đã xem video của em.